Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Hoàng Thái Hậu ác độc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Anh là Hoàng Thái Hậu tàn ác nhất lịch sử Việt. Một con người nham hiểm vì quyền lực mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nguyễn Thị Anh 1422-1459 là phi tần của vua Lê Thái Tông, mẹ đẻ của hoàng đế Lê Nhân Tông. Bà là vị hoàng thái hậu tài vị đầu tiên và duy nhất của triều đại nhà Hậu Lê được nhiếp chính giải quyết việc đất nước thay thế hoàng đế. Ra tay sát hại chồng rồi tạo nên thảm án Chu Di Tam Tộc, vụ án Lệ Trì Viên. Theo Đại Việt Thông Sử, Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh hội tụ đủ mọi tố chất cần có của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Bà xinh đẹp, thông minh và vô cùng sáng suốt nên được vua Lê Thái Tông sủng ái. Nhưng dân gian đồn rằng bà là Hoàng Thái Hậu tàn ác nhất lịch sử Việt. Bà nham hiểm vì quyền lực mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh nhập cung khi vua Lê Thái Tông đã lập con trai Lê Nghi Dân làm thái tử. Vì thế quyền lực rất yếu. Sau đó vua chốt ngôi vị thái tử rồi tống giam mẹ của Lê Nghi Dân vào lãnh cung. Đúng lúc bà Nguyễn Thị Anh hạ sinh hoàng tử Lê Băng Cơ nên được vua sủng ái hơn gấp bội. Năm 1441, vua Lê Thái Tông lập Băng Cơ làm thái tử. Về chuyện Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh mang thai, người đời dị nghị bà đã có thai trước khi vào cung và Băng Cơ không phải là con ruột của vua Lê Thái Tông. Có tin đồn trước khi vào cung, bà gian díu với một người thuộc chi dưới của ông nội vua Lê Thái Tông. Đặc biệt từ khi bà gặp vua đến lúc hạ sinh hoàng tử, chỉ vòn vẹn trong 6 tháng. Cùng thời điểm, một phi tần của vua đang mang lòng thai. Sự chuyện bại lộ ngôi vị sẽ thuộc về con của phi tần kia, nên bà Nguyễn Thị Anh bày mưu trừ hậu họa. Bà kết cấu với hoạn quan tâm phúc bên cạnh mình là Đinh Thắng, làm giả một hình nhân, rồi lấy 7 mũi kim đâm vào lưng ngực dưới chân ghi chữ Băng Cơ và cố tình để cho một cung nhân bắt được tâu lên vua. Là chủ mưu, nhưng đóng vai trò người bị hại, bà khiến tất cả sự chú ý tại thời điểm đó dồn về phía phi tần kia mà không có chút sơ hở. Vua vô cùng băn khoăn trước việc này và hạ chỉ khép vào tội phát lưu đẩy đi xa. Phát hiện điều bất thường, quan hành khiển Nguyễn Trãi lập tức can gián. Ông cho rằng một vài chứng cứ không xác đáng chưa đủ để có thể kết tội, đồng thời xin phép vua để mình đích thân điều tra sự việc này. Được sự đồng ý của vua, ngay trong đêm vờ lễ của Nguyễn Trãi đưa phi tần kia ra ẩn náu ở chùa, nhiều nhà sử học nghi vấn rằng hành động sau đó của bà Nguyễn Thị Anh còn độc ác hơn. Sau khi phi tần kia sinh hạ được hoàng tử Tư Thành, lời đồn đại về dòng máu của thái tử Băng Cơ ngày một nhiều. Nhân thời điểm con trai còn đang ở ngôi thái tử, bà chủ động ra tay xử Nguyễn Trãi. Nhân dịp vua về thăm Nguyễn Trãi, sợ Nguyễn Trãi gièm pha mình và nói tốt Tư Thành, nên bà sai người sát hại chồng rồi đổ tội cho vợ chồng Nguyễn Trãi. Thảm án này đã khiến gia đình Nguyễn Trãi bị Chu Di Tam Tộc và tạo nên nỗi oan ngàn đời. Trong tác phẩm văn chương Nguyễn Trãi, tác giả Bùi Văn Nguyên viết, cuối cùng bọn gian thần phía bà Nguyễn Thị Anh âm mưu giết hại vua Lê Thái Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ để giành ngôi cho Băng Cơ khỏi rơi vào tay Tư Thành, người được Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ ủng hộ. Thẳng tay sát hại công thần. Năm 1442, Hoàng Thái tử Băng Cơ lên ngôi khi chỉ mới 2 tuổi, đổi niên hiệu là Thái Hòa, tức là vua Lê Nhân Tông. Bà Nguyễn Thị Anh được dâng tôn hiệu Hoàng Thái Hậu. Do vua tuổi đời còn nhỏ nên mọi chuyện chính sự đều do Hoàng Thái Hậu nắm giữ. Bà đã chỉ huy công thần là Trịnh Khà và Trịnh Khắc phục dẹp tan giặc ngoại xâm quấy nhiễu bờ cõi nước ta. Dù vậy, hai công thần này cũng không tránh khỏi được hỏa sát thân khi bị Hoàng Thái Hậu ban chết vào năm 1451. Năm 1453, vua Lê Nhân Tông lên 13 tuổi, bà Nguyễn Thị Anh rút vào hậu cung giao lại triều chính cho con. Nhưng lời đồn Băng Cơ không phải là con ruột của vua Lê Thái Tông năm xưa vẫn còn văng vẳng khiến cho Lê Nghi Dân có ý làm loạn, đoạt lại ngai vàng. Đại Việt Thông Sử ghi chép vua Nhân Tông nghĩ Nghi Dân là anh ruột nên không có ý đề phòng. Ngày 3 tháng 10 1459, Nghi Dân trong đêm cùng các thủ hạ bắc thang vào tận trong cung cấm giết vua Nhân Tông. Hôm sau, Hoàng Thái Hậu cũng bị giết, thọ 38 tuổi. Trong chiếu lên ngôi, Lê Nghi Nhân nêu rõ lý do dẫn đến chính biến và những việc liên quan tới Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh làm khi bà còn sống, trong đó có cả việc giết đại thần Diệt Khẩu trong thời gian nhiếp chính. Sau khi lên ngôi được 8 tháng, Lê Nghi Dân bị giết, hoàng tử Lê Tư Thành lên ngôi, vua Lê Thánh Tôn. Vua chính thức làm tang lễ cho Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh, truy tôn, tuyên từ nhân ý chiêu túc Hoàng Thái Hậu.
Như vậy, Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh bằng những thủ đoạn tàn độc đã đạt được mục tiêu, tuy vậy cũng đã phải nhận một cái kết cục bi thảm ở tuổi 38. Kính thưa quý vị thính giả, tiếp theo video này, hôm nay theo dòng lịch sử tiếp tục gửi đến quý vị khán giả câu chuyện về một hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, người đã lấy Thái Hậu làm vợ và bị lịch sử lên án gay gắt. Lê Hoàn, sinh năm 941, mất 1005, là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lê, nước Đại Cổ Việt, trị vì đất nước trong 24 năm. Ông là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Ông sớm mồ côi cha mẹ và được người họ Lê ở làng Mía nay thuộc xã Tân Xuân Xuân Tân, Thọ Xuân Thanh Hóa nhận làm con nuôi. Khi trưởng thành, Lê Hoàn theo giúp Đinh Bộ Lĩnh và được đánh giá là người trí dũng, làm được việc bèn giao cho cai quản 1.000 quân sĩ. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi tức Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là nước là Đại Cổ Việt. Năm 971, vua Đinh bắt đầu quy định cấp bậc văn võ, tăng đạo. Khi ấy, Lê Hoàn được phong làm thập đạo tướng quân. Năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị sát hại. Đinh Toàn khi đó mới 6 tuổi lên ngôi. Lê Hoàn được cử làm nhiếp chính đảm đương việc nước và trực tiếp đem dẹp tan thế lực chống đối trong nội bộ triều đình. Sau đó, ông tiếp tục đánh giặc Xâm Lăng từ phương Bắc. Tháng 6, 980, vua Tống lựa thời cơ nước Nam đang rối ren, vua còn nhỏ, đem quân trịnh phạt. Trước tình hình đó, Lê Hoàn được quân sĩ và Thái Hậu Dương Vân Nga đồng tình tôi lên ngôi thay Đinh Toàn. Bấy giờ, làng Châu nghe tin quân Tống sắp kéo sang, liền làm tờ tâu báo về. Thái Hậu sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi đánh giặc, lấy người ở Nam Sách Giang là Phạm Cư Lạng làm đại tướng quân. Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân, Cư Lạng và các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào nội phủ nói rằng: "Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn ra ngoài, mày có chút công lao thì có ai biết cho, chi bằng trước hãy tôn lập ông thập đạo làm thiên tử, tức Lê Hoàn, sau đó sẽ xuất quân thì hơn." Quân sĩ nghe vậy liền hô vạn tuế. Thái Hậu thấy mọi người vui lòng quy phục, bèn sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi hoàng đế. Tháng 7 năm 980, thập đạo tướng quân Lê Hoàn khi ấy 39 tuổi lên ngôi vua, tức Lê Đại Hành, mở đầu vương triều Tiền Lê. Giỏi quân sự, tích cực xây dựng đất nước. Sau khi lên ngôi, Lê Đại Hành lập tức tổ chức kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống, nhưng ông không vội mang quân đi đánh ngay mà tìm cách hoãn hòa. Ông đã hai lần sai sứ thần đem dâng sản vật cho nhà Tống để xin phong vương cho Đinh Toàn, nhưng bị thất bại. Cuối năm 980, 30.000 quân Tống theo hai đường thủy và bộ ồ ạt tiến vào xâm lược Đại Cổ Việt. Để chặn đứng quân địch, Lê Đại Hành bố trí lực lượng dọc theo tuyến sông Bạch Đằng, Kinh Thầy cho đến vùng Lục Đầu Giàng, trong đó tập trung đông nhất ở cửa sông Bạch Đằng, vì đây là cửa ngõ ít hầu từ phương Bắc vào. Vua trực tiếp chỉ huy quân sĩ đánh giặc. Tận dụng sự chủ quan, ngạo mạn của quân xâm lược cùng thời cơ tốt, vua Lê Đại Hành đã giết được tướng giặc là Hầu Nhân Bào, đánh đuổi cánh quân thủy của nhà Tống, khiến cánh quân bộ hốt hoảng rút lui nhưng vẫn bị truy đuổi và tiêu diệt. Kết quả, cuộc chiến đấu chống Tống thắng lợi chỉ sau chưa đầy 4 tháng. Ngoài đánh giặc giỏi, Lê Đại Hành còn nổi tiếng là vị vua coi trọng phát triển công nghiệp. Năm 987, ông tổ chức cày tịch điền để làm gương khuyến khích nhân dân chăm lo sản xuất nông nghiệp. Sự việc khẳng định vua Lê Đại Hành là hoàng đế đầu tiên mở đầu cho một nghi lễ tịch điền mà các vương triều sau tiếp tục noi theo để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp. Ngoài cày tịch điền, Lê Đại Hành còn cho đào vét canh mương, thâu ngòi để thuận lợi cho việc tưới tiêu. Điều này giúp nền sản xuất nông nghiệp thời Tiền Lê đạt được bước tiến. Bên cạnh đó, vua Lê Đại Hành cũng chú trọng các ngành kinh tế khác cùng lĩnh vực quân sự hay ngoại giao. Đạo vợ chồng có nhiều điều đáng thẹn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận xét rằng về vua Lê Đại Hành như sau: vua trừ nổi gian mà lấy được nước, đuổi giặc ngoài để yên dân, trong nước thanh bình, Bắc Nam vô sự. Tiếc rằng không sớm chọn con cái tranh nhau bên trong dẫn đến mất ngồi. Về đạo vợ chồng có nhiều điều đáng thẹn. Về chuyện vợ chồng, vua Lê Đại Hành có 5 hoàng hậu, trong đó hoàng hậu Dương Vân Nga được phong năm 982 là đặc biệt nhất. Bà là người duy nhất làm hoàng hậu hai triều, triều Đinh và Tiền Lê. Việc Dương Vân Nga là thái hậu nhà Đinh rồi lại trở thành hoàng hậu của vua Lê bị các sử gia trước đây lên án gay gắt. Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư rằng đạo vợ chồng là đầu của nhân luân, dây mối của vương hóa, hạ kinh của kinh dịch, nêu quẻ hàm và quẻ hằng lên đầu là để tỏ cái ý lấy đàn bà tất phải chính đáng. Đại Hành thông dâm với vợ vua,
đến chỗ nghiễm nhiên lập làm hoàng hậu, mất cả lòng biết hổ thẹn, đem cái thói ấy truyền cho đời sau, còn mình bắt trước mà dâm dật đến nỗi mất nước, há chẳng phải là mở đầu cho mối họa đó sao? Về việc chọn con nối ngôi, sau khi lập các hoàng hậu, Lê Đại Hành lần lượt phong vương cho 11 người con trai, và một người con nuôi. Hầu hết các con được cử đi trấn ở các địa điểm quan trọng. Tháng 3, 1005, Lê Đại Hành qua đời, để lại vương triều Tiền Lê lâm vào thế không ổn định, hoàng thái tử và hoàng tử tranh giành ngôi vua, sát hại lẫn nhau khiến đất nước rơi vào thế hỗn loạn. Năm hoàng hậu tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc. Đây là năm bà hoàng hậu tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc, với những việc làm vô cùng tàn độc của kẻ máu lạnh khiến ai cũng phải rùng mình khiếp sợ. 1. Lá Hậu, hoàng hậu độc ác nhất Trung Hoa. Lá Hậu được biết đến là hoàng hậu đầu tiên của lịch sử Trung Quốc và được các sử gia đánh giá rất cao về tài năng chính trị lẫn quân sự khi giúp Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Hán và còn sinh cho ông hai người con, một trai một gái. Sau khi Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, ông đã phong con trai Lưu Doanh làm thái tử, còn con gái là Lỗ Nguyên làm công chúa. Sau đó, Lá Hậu còn tham gia trực tiếp vào việc sát hại hai vị tướng có công lớn lập ra nhà Hán là Hàn Tín cùng Bách Việt, khiến hoàng đế ngày càng xa lánh bà và sủng ái Thích Phu Nhân. Lúc bấy giờ, Thích Phu Nhân với dung mạo xinh đẹp hút hồn, lại giỏi ca múa và còn hạ sinh được cho Lưu Bang chàng hoàng tử vừa khôi ngô tuấn tú lại thông minh, nên ông vô cùng sùng bái và bà và hoàng tử. Những năm sau đó, khi Lưu Bang chết, Lá Hậu chuyên quyền tìm cách trả thù Thích Phu Nhân với những hành động man dợ nhất. Lá Huệ đã sai người chặt chân tay, móc mắt Thích Phu Nhân và bắt bà uống thuốc để bị câm điếc rồi nhốt vào trong hầm đất. Thích Phu Nhân vừa chịu nỗi đau mất con lại bị hành hạ đến thân tàn ma dại, nên chẳng bao lâu thì qua đời trong uất ức. Sau đó, để diệt cỏ tận gốc, Lá Hậu còn nghĩ ra mọi cách để tiêu diệt nốt con trai của Thích Phu Nhân, nhưng đã bất thành. Vì Hán Huệ Đế đã biết được mọi sự và hiểu sự độc ác của mẹ mình, nên đã ra sức bảo vệ hoàng đế Lưu Doanh. Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng, Lá Huệ vẫn giết được Lưu Doanh khi đang đi săn. Trước những tội ác trời không dung đất không tha của mình, Lá Hậu được mệnh danh là hoàng hậu tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc. 2. Chiêu Tín, quái vật của lịch sử Trung Quốc. Chiêu Tín là cơ thiếp của Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ, bà nổi tiếng là quái vật của lịch sử Trung Quốc với những màn tra tấn phi tần từng được trông sùng á hết sức ghê rợn và ám ảnh. Theo lịch sử đã ghi chép thì lúc đầu hoàng đế Lưu Khứ rất sùng ái Vương Chiêu Bình và Vương Địa Dư. Sau đó, với bản tính hoang dâm vô độ nên Lưu Khứ đã bỏ bê hai nàng và quay ra sủng ái Chiêu Tín. Khi bị hoàng đế bỏ mặc và sủng ái người khác thì Chiêu Bình và Địa Dư rất căm tức nên bản mưu hãm hại Chiêu Tín, nhưng bị phát hiện. Chuyện bị bại lộ, Lưu Khứ đã ra tay tra khảo Chiêu Bình và Địa Dư rất tàn bạo, và kết quả là cả hai đã nhận tội, và ông còn triệu tập các phi tần đến bắt họ dùng kiếm đâm chết Địa Dư, còn Chiêu Bình thì do Chiêu Tín đâm chết. Khi vụ việc đã kết thúc, Chiêu Tín vẫn chưa hả cơn giận, bà còn vu cáo một phi tần khác được Lưu Khứ sủng ái tên là Vọng Ngưỡng. Lưu Khứ tin lời Chiêu Tín nên đã kêu gọi các phi tần đến nơi Vọng Ngưỡng ở, lột hết quần áo cô và dùng dùi nung đỏ dí vào người khiến nàng đau đớn bỏ chạy, nhảy xuống giếng tự sát. Thấy thế, Chiêu Tín liền lôi lên và lấy giáo đâm vào lỗ kín của Vọng Ngưỡng, xẻo mũi cắt miệng, cắt lưỡi nàng đem nấu chín và bắt các phi tần phải chứng kiến. Sau đó, Chiêu Tín còn hãm hại phi tần tên là Vinh Ái, khiến cô sợ quá nhảy xuống giếng nhưng không chết. Chiêu Tín sai người lôi Vinh Ái lên, trói lại và lấy dao nung làm mù hai mắt nàng, cắt hai tay và nung chỉ đổ vào miệng khiến Vinh Ái chết ngay tức thì. Chưa hết, Chiêu Tín còn sai người phân thây Vinh Ái ra và bắt chôn mỗi thứ một nơi. Tổng cộng có tới 14 phi tần mà Lưu Khứ từng sùng ái đều bị Chiêu Tín hành hạ dã man như vậy. 3. Ly Cơ, hồng nhan họa thủy. Ly Cơ còn gọi là Lệ Cơ, là một phi tần của Tấn Hiến Công. Nàng được mệnh danh là hồng nhan họa thủy, khiến Tấn Hiến Công say mê và còn cho dự bàn việc nước. Hơn một năm sau, Ly Cơ sinh con đặt tên là Cơ Hề Tề. Tấn Hiến Công có rất nhiều con trai và tài giỏi nhất là Cơ Trùng Nhĩ, Cơ Di Ngô và thái tử Cơ Thân Sinh. Nhưng vì sủng ái Ly Cơ nên Tấn Hiến Công muốn phế Thân Sinh để lập Tề Hề làm thế tử. Về phía Ly Cơ,
Vì muốn con trai mình giành được vị thế thế tử mà bà đã không ít lần gièm pha thân sinh với Hiến Công, bịa chuyện thân sinh có ý sàm sỡ, còn buông lời sằng bậy coi thường vua cha. Đến khi Hiến Công tỏ ý muốn thay ngôi thì Ly Cơ lại tỏ ra nhân từ, can Hiến Công không nên làm chuyện đó. Nhưng sau lưng bà lại nghĩ ra mưu thâm kế độc, cụ thể là Ly Cơ mở lời ngon ngọt nói với thân sinh rằng Tấn Hiến Công nằm mơ thấy người mẹ đã khuất của chàng và dục thân sinh cúng lễ cho mẹ. Thân sinh vốn thật thà nên đã nghe lời Ly Cơ và sai người dâng thịt rượu vừa cúng dâng lên cho Tấn Hiến Công dùng. Thật trớ trêu, khi Ly Cơ đã bỏ thuốc độc vào đồ ăn trước khi dâng lên Hiến Công. Khi Hiến Công mới đi săn về, định ăn ngay thì Ly Cơ khuyên nên thử trước và Hiến Công đã cho chó vào một viên quan nhỏ ăn thử, kết cục là cả chó và người đều chết. Trước sự tình đó, Tấn Hiến Công nổi giận đùng đùng và cho người giết thân sinh. Thân sinh nghe tin, biết mình không chạy nổi, liền tự sát ở Tân Thành và Cơ Tể Hề lên làm thái tử. 4. Giả Nam Phong, hoàng hậu xấu nhất Trung Quốc. Theo lịch sử Trung Quốc đã ghi lại thì Giả Nam Phong xấu đến mức ngũ quan không cân đối, sắc da rất đen, răng hô, khuôn mặt dữ tợn. Thậm chí đến tận ngày nay, khi nhắc đến vị hoàng hậu ấy, người đời không khỏi giật mình khi lịch sử và dân gian truyền lại về ngoại hình của bà như sau. Dáng người thấp lùn, ngũ quan không cân đối, hơn nữa sắc da lại rất đen, răng hô, chân to và cục mịch. Không những thế, lưng còn gù và khuôn mặt trông rất dữ tợn. Năm 271, vua Tấn Vũ Đế yêu cầu lập Giả Ngọ lấy Tư Mã Trung, bị bệnh chậm phát triển. Nhưng lúc đó, Giả Ngọ còn quá bé, chỉ khoảng 11-12 tuổi nên không thể mặc vừa y phục cô dâu, nên Giả Nam Phong đã thế thân em lên làm thái tử phi. Sau đó, Giả Nam Phong đã sinh được 4 người con nhưng tất cả đều là con gái, nên bà luôn thấy ghen ghét, đố kỵ và tìm mọi cách hãm hại những phi tần đang mang thai khác. Thủ đoạn của Giả Nam Phong phải nói là thâm độc và hiểm ác vô cùng. Khi biết trong cung có cung nữ mang long thai nên bà ta tìm cách vu oan cho phi tần và tự tay dùng ngọn kích nhỏ cầm tay phóng thẳng đến người cung nữ khiến nàng sảy thai và chết tại chỗ. Vì hoàng đế là người thiểu năng trí tuệ nên bà ta lộng hành thâu tóm triều chính, tìm cách hãm hại thái tử, thái hậu, giết hại đại thần, tông thất. 5. Võ Tắc Thiên, nữ vương đầu tiên và duy nhất của Trung Hoa. Võ Tắc Thiên ban đầu chỉ là một thiếp của vua Đường Cao Tông. Năm 1654, Võ Tắc Thiên hạ sinh một bé gái là công chúa An Định, tên thật là Lý Lệnh Ngọc. Tuy nhiên, sau khi Vương Hoàng hậu tới thăm thì công chúa An Định đã chết yểu, khiến Đường Cao Tông kết tội Vương Hoàng hậu giết con, cho rằng bà làm vậy vì ghen tức với Võ Tắc Thiên. Từ đó, Vương Hoàng hậu luôn tìm cách trả thù Võ Tắc Thiên, như sai người yểm bùa hãm hại quý phi họ Võ nhưng bại lộ nên đã bị phế và đẩy vào lãnh cung. Hơn nữa, người đời sau kể lại rằng Võ Tắc Thiên đã ra lệnh cho chặt tứ chi của Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi, sau đó ngâm họ trong thùng rượu lớn cho tới chết. Các cung nữ biết chuyện thậm chí còn bị Võ Tắc Thiên cắt lưỡi để không nói ra bí mật động trời ấy. Để nắm được quyền hành, Võ Tắc Thiên được cho là đã bất chấp hết, giết hết con ruột của mình, từ việc bóp mũi khiến công chúa An Định chết yểu rồi vu oan cho Vương Hoàng hậu, cho tới việc ép thái tử Lý Trung chết, đầu độc Lý Hoàng chết trong chuyến thăm hành cung ở Hà Bắc. Con thứ hai của bà là Lý Hiền lên làm thái tử cũng vì bất kính mà bị Võ Tắc Thiên ép tự tử vào năm 684. Thay thế thái tử Lý Hiền là Lý Hiển lên ngôi năm 683, chỉ sau một tháng lên ngôi báu, lấy cớ vợ Đường Trung Tông Lý Hiền là yêu nữ lộng quyền, Võ Hậu quyết định phế vua. Tình trạng tương tự tiếp tục diễn ra vào năm 690, Võ Tắc Thiên chính thức trở thành hoàng đế. Chưa hết, Võ Tắc Thiên còn nổi tiếng là người đàn bà dâm ô, bà ta thường đưa rất nhiều đàn ông vào cung để hưởng lạc, đáp ứng nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận được bà ta là một người đàn bà quyền lực, có khả năng lãnh đạo, có óc chính trị và trị vì đất nước rất hưng thịnh.
Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.